Xi măng thì được dùng để làm gì thưa anh? Xi măng thì như tôi biết hiện nay thì đa số chỉ để dùng trong các công trình xây dựng. Ngoài cái thông tin là được sử dụng về mặt để cho các phục vụ công trình xây dựng thì đương nhiên là chúng ta đều biết rồi, nhưng có một điều đáng bàn ở đây, ở câu chuyện mà chúng tôi muốn kể ngay sau đây thì sẽ khiến nhiều người phải giật mình. Một vài nông dân ở đồng bằng sông Cửu Long hiện nay đang sử dụng xi măng để bón lúa. Đây là thông tin được Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Đồng Tháp xác nhận, và sở này cho biết là một số nông dân ở xã Long Hậu, huyện Lai Vung của tỉnh Đồng Tháp tin rằng là chất clinker trong xi măng rất tốt, cho nên họ đã bón xi măng cho cây trồng. Tuy nhiên thì đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Đồng Tháp đã xác định là thông tin này là sai, và nếu như dùng xi măng để mà bón cho lúa thì sẽ làm hư cấu trúc đất, nên bà con tuyệt đối phải chấm dứt vấn đề này. Nhà báo Trịnh Văn Ninh nghĩ sao về câu chuyện này? Tôi thì đúng là lần đầu tiên cái thông tin này nó đến với tôi cũng giật mình. Vấn đề xem là cái nền đất này khi nông dân người ta đưa cái xi măng xuống thì cũng có thể theo một cách gợi ý của ai đó cho rằng là với những nền đất chua mặn ấy, thì dùng clinker chẳng hạn. Đấy là đầy những phỏng đoán, đầy những suy luận thôi, cho rằng họ clinker coi như là đá vôi, tức là vôi là làm thau chua rửa mặn được, làm ém phèn được mà. Thì các ông lại nghĩ như thế, nhưng mà đây là hoàn toàn sai lầm, chả có tài liệu nào mà cho đến nay công bố là đấy. Và tôi khẳng định với anh, nếu mà bón xi măng xuống đất nó thay đổi toàn bộ phẫu diện đất, thay đổi kết cấu đất ngay, và sau này quá trình canh tác của những cây trồng về các vụ sau cực kỳ khó khăn, cực kỳ khó khăn. Anh hình dung là để tồn tại đất lúa như này nó đã trải qua cái phong hóa của vỏ trái đất cả đến mấy nghìn năm, gây thay đổi một cái anh khôi phục lại là vô cùng khó. Có lẽ là nếu sau này không được thì nếu bón xi măng đấy thì cứ tiếp tục bón xi măng, sau này trở thành cái khu công nghiệp thì có thể được. Thì anh, thế người ta gọi là khái niệm bên trồng trọt chúng tôi nếu trong trường này cứ gọi là bê tông hóa ruộng đồng.